chào các bạn, vẫn là mình thôi. Và cảm ơn sự ủng hộ các bạn dành cho bọn mình từ khi bọn mình bắt đầu khởi động lại kênh đến bây giờ. Với mong muốn sẽ khiến cộng đồng UUU trở thành một trò chơi dễ tiếp cận hơn với các bạn trẻ Việt Nam, thì hôm nay chúng mình sẽ đến với series mới, đó là series UUU Topic về kiến thức, nơi mà mình sẽ mang đến cho các bạn một số kiến thức thú vị dưới góc nhìn hài hước và vui vẻ. Tập 1. Những hiệu ứng thường thấy trong các UUU. Và đến đây thì theo như góp ý của nhiều bạn thì giọng đọc của mình nó hơi hiền quá. Nên là xin phép mình sẽ đổi cách xưng hô và giọng xéo sắt hơn một chút để tăng tính chào phúng cho video nhé. A few moments later. Tôi thề với các ông, cái trò chơi này là một thứ kém sáng tạo nhất mà tôi từng thấy. 20 năm rồi, nhấn mạnh lại một lần nữa là 20 năm rồi. Hiệu ứng cạc cũng chẳng có gì thay đổi nhiều cả. Các bạn newbie ạ, các bạn đừng có sợ tiếp cận với cái game này nhé. Bởi vì lanh quanh lẩn quẩn thì nó cũng chỉ có một vài hiệu ứng thôi. Từ hồi đầu đến bây giờ nó vẫn thế. Rồi, bắt đầu. À mà trước khi tôi bắt đầu thì từ từ đã. Tại vì là nhiều người bảo tôi là giọng tôi đọc tiếng Anh không chuẩn ấy, nên là thôi được rồi, trong video này tôi sẽ không đọc tiếng Anh nữa, ok. Tôi sẽ search Google cho các bạn chuẩn tiếng Anh nhá. Draw. Cái này chắc là dễ hiểu nhất rồi. Nó đơn giản chỉ là hành động cầm lá bài từ đỉnh bộ bài lên tay thôi. Và đây là hiệu ứng cực kỳ mạnh. Các bạn biết tại sao mạnh không? Tại vì nó sẽ cho bạn thể hiện bản lĩnh của một người đàn ông. Bản lĩnh của một người đàn ông là bản lĩnh khi phải đứng trước những lựa chọn khó khăn. Đó có thể là con đường dẫn đến nơi có tiền tài bất tận, hoặc cũng có thể là số phận kết thúc đến tang thương. Bản lĩnh của một người đàn ông là không có chữ nếu, là sự tuyệt đối của niềm tin trong mỗi lựa chọn, không hứa hẹn, không thể thốt, nắm bắt vận mệnh, khai phá thiên cơ. Chúng ta có thể thấy thì ngay cả trong anime hay là ngoài đời thì việc sử dụng những lá bài có hiệu ứng rút bài thì đều được mọi người rất yêu thích. Ở trong phim. I activate Pot of Greed. I play the magic card Pot of Greed. The magic card Pot of Greed. I'll play this, my Pot of Greed. Còn ngoài đời. Tham lam. Và nếu như các bạn có đọc truyện rồi ấy, và nếu như là bạn chưa đọc ấy, thì giờ tôi sẽ cho các bạn biết. Đấy là để mà tăng kịch tính cho truyện ấy, thì lúc nào nhé, tác giả của chúng ta cũng phải để cho chủ lực của main sẽ yếu hơn chủ lực của đối thủ. Đặc biệt ở đây sẽ là công thủ. Đây là một số ví dụ này. Thế bây giờ công thủ yếu hơn thì cho thằng main thắng kiểu gì? Mammoth no hakaba yugo. Soshite mahou kouka no ya no card. Mammoth no hakaba no kougeki ryoku wa 1200. Tsumari Ultimate Dragon wa wan turn ni tsuki 1200 point zutsu kougeki ryoku o shinatte iku. Yugo nioru fushokka wa fusegenai. Ah, what the? Đấy, thế nên là để cho công bằng ấy, nên là cái trò tăng giảm công thủ này mới được đẻ ra. Để làm sao để cho main có khả năng lật kèo chứ làm sao nữa. Destroy. Oh my. Đấy, thì như các bạn vừa được thấy tôi tra Google nhé, nó đơn giản là tiêu diệt, hủy hoại. Đấy, đơn giản là bị tiêu diệt, hủy hoại, tức là chết. Mà chết thì sẽ xuống đâu? Sẽ xuống mộ. Ok, đơn giản, dễ hiểu. Chết là hết, các bạn nghĩ thế đúng không? Chết chưa phải là hết đâu, sau chết còn là đám tang nữa. Đây là game mà, làm đéo rồi có chuyện chết là hết. Guess which card I want. Be reborn, blue eyes, white dragon. Có nghe chưa? Nghe chưa? Thậm chí nhá, đôi khi nhiều lá bài còn có ích hơn khi đưa xuống mộ cơ. Đâu phải tự nhiên mà Foolish Burial lại bị limit đâu. Và cứ thế, thay vì chỗ yên nghỉ, thì mộ lại trở thành công cụ cái tay cho các deck. Đấy là lý do từ khóa Banish phải được tạo ra. Và đây được coi như là một vùng bị loại bỏ hẳn khỏi trận đấu. Đấy là cho tới khi mà các nhà làm game bắt đầu suy nghĩ về việc là hình như là loại bỏ vẫn chưa phải là hết đúng không? What the fuck? Thời gian đầu thì một số hiệu ứng liên quan đến Banish có tác động đến game một chút thôi. Đấy là ví dụ như là tăng công thủ cho quái thú dựa trên số lá bài bị Banish chẳng hạn. Nhưng mà dần dần thì Banish đã phát triển hơn và có rất nhiều lá bài mà sử dụng đến Banish Zone. Và đến bây giờ thì cái Banish nó cũng chả khác gì cái mộ là mấy nữa rồi. Mẹ game vô lý vãi luôn. Các bạn ai cũng muốn đưa ra quan điểm đúng không? Nhưng mà quan điểm của bạn thì dù có rõ ràng, chặt chẽ đến đâu thì bạn cũng sẽ bị phủ định mà thôi. Nói đơn giản nhé, negate tức là đéo,
Tao đéo cho mày làm thế. Ok, tao đi chơi nhá. Đéo. Tao draw nhá. Đéo. Tao triệu hồi nhá. Đéo. Tao like và share video của mày nhá. Cảm ơn bạn. Bạn cứ tự nhiên. Đoạn này thì hết chào phúng rồi nên là mình xin phép quay lại giọng công nghiệp. Trong video này thì mình đã mang tới cho các bạn một số hiệu ứng thông dụng nhất từ thời sơ khai tới bây giờ. Còn rất nhiều hiệu ứng khác nữa, nhưng mà vì trong một video mình không muốn quá dài và vì cũng muốn các bạn đón xem những video sau nữa nên là mình sẽ kết thúc tập đầu tiên ở đây thôi. Nếu như các bạn thấy thích thể loại video mới này của bọn mình thì hãy cho bọn mình like và subscribe để đón xem những video mới nhất nhé. Bọn mình sẽ có động lực để làm thêm nhiều video nữa. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video. Bạn có suy nghĩ gì sau khi xem video? Hãy góp ý cho bọn mình ở dưới comment.